Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube FZ 150 Vlog của mình. Video hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái kinh nghiệm quý báu mà mình xài con EK9ER này cho anh em. Và mình biết cái kinh nghiệm mà mình chia sẻ cho anh em đây là anh em rất là cần, và mình biết anh em đang rất là tìm hiểu rất là nhiều ở trên YouTube cũng như ở trên mạng. Thì cái dòng camera hành trình EK9ER này và cái dòng camera hành trình SJK4000 Wi-Fi nó có một cái điểm chung, và các anh em đang xài cái con EK này hoặc là cái con SJK4000 Wi-Fi rất là cần một cái điều đó. Và mình cũng vậy, mình thì mình cũng đang xài con EK9ER này thì mình cũng rất cần cái điều đó. Và vì vậy mà ông anh của mình, ông đã nghiên cứu vài tháng trời và ông đã cho ra một cái sản phẩm hoàn thiện, có thể nó là hoàn thiện tốt nhất. Và cái điều đặc biệt trên con camera hành trình EK9ER mình đang cầm đây là cái gì, thì bây giờ mình sẽ bật mí cho anh em xem. Và anh em thấy không, đây là một cái lỗ tròn. Cái lỗ tròn này là cái gì? Cái lỗ tròn này là cái giắc cắm 3.5 dùng để làm mic thu âm nói chuyện khi mình quay vlog và mình quay video để mình đăng lên kênh YouTube của mình. Ông anh của mình đã mày mò vài tháng trời và thử từ những camera tripod mà có 1-200 ngàn bán trên thị trường á, và sau khi mà hoàn thiện tuyệt đối và tốt nhất thì ông anh của mình đã tiến hành làm trên con camera hành trình EK9ER và con camera hành trình SJK4000 Wi-Fi. Theo như anh em đang dùng con camera hành trình EK9ER này cũng như con camera hành trình SJK4000 Wi-Fi thì anh em cũng biết là cái mic thu âm của hai con camera này rất là tệ. Khi mà mình quay ở ngoài đường phố hoặc là mình quay ở trong nhà chẳng hạn, mình để cái con camera nó xa với cái miệng của mình quá thì nói cũng không có nghe gì. Thì bây giờ đây là giải pháp tối ưu nhất có thể, mình để ghi âm trực tiếp trên con camera hành trình. Cũng có nhiều anh em thì khi mà đi quay vlog thì anh em quay bằng con camera hành trình EK9ER này hoặc là con SJK4000, thì anh em sử dụng một cái điện thoại để anh em thu âm, anh em ghi âm, và sau đó anh em đi về nhà thì anh em sẽ dùng phần mềm và anh em ghép cái phần ghi âm nó vô cho nó hợp trùng khớp với cái video. Nhưng mà làm như vậy thì nó cũng tốn thời gian, còn mình thì mình làm biết làm mấy cái điều đó lắm, cho nên đây là giải pháp của mình. Và ông anh của mình đã làm hoàn thiện trên con camera mà mình đang cầm ở trên tay đây. Và bây giờ mình sẽ test thử cái tiếng mà bằng cái mic của trên cái con camera hành trình này trước, và sau đó mình sẽ test bằng cái mic mà mình gắm đi vào đây, mình sẽ nói với mình sẽ cài trên cái cổ áo của mình. Bây giờ mình sẽ test bằng cái mic của camera trước nha. Trước tiên mình sẽ mở cái camera lên. Bây giờ mình sẽ bấm cái nút quay và mình để đi xuống bàn, và mình sẽ nói bằng cái mic trực tiếp trên con camera này trước. Bây giờ mình bấm quay nha. Alo, 1, 2, 3, 4, alo, 1, 2, 3, 4, test mic camera hành trình, alo, 1, 2, 3, 4. Bây giờ mình bấm dừng nha. Bây giờ mình sẽ mở cho anh em xem khi mà cái mic trực tiếp trên con camera hành trình này nó sẽ tệ như thế nào cho anh em nha. Đây là cái video thứ 16 nha. Một chút nữa mình quay cái video mà bằng cái mic thu âm giắc cắm 3.5 thì nó sẽ lên cái video thứ 17. Bây giờ mình sẽ mở cho anh em nghe trước cái camera hành trình được thu âm trực tiếp trên cái camera hành trình.
Đó, anh em thấy không, cái tiếng nó rất là nhỏ. Và khi mà mình đi quay, mình đang ngồi trong phòng kính như thế này mà mình nói mà nó còn nghe không rõ, thì khi mà mình đi quay ngoài đường phố thì mình nói làm sao mà nghe. Bởi vậy mình phải dùng điện thoại hay là một cái phần mềm để mình ghi âm, rồi sau đó mình lồng, mình về mình lồng ghép giữa cái video và cái ghi âm nó vào lại với nhau. Còn mình thì mình đã có giải pháp là làm cái mic cắm 3.5 đi vào đây lần để mình thu âm. Và bây giờ mình sẽ thu âm bằng cái mic cắm 3.5 cho anh em nghe nha. Trước tiên mình sẽ cài cái mic vào cái cổ áo trước nha. Rồi sau đó mình sẽ cắm cái jack cắm 3.5 vào cái camera hành trình của mình. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ bấm cho nó quay và mình để xuống bàn mình sẽ nói nha. Đây mình bấm cho nó quay nè. Alo alo, 1 2 3 4 alo alo, 1 2 3 4 test mic camera hành trình. Alo alo, 1 2 3 4. Rồi bây giờ mình sẽ bấm cho nó dừng cho anh em nha và mình sẽ mở cho anh em nghe. À, đây là cái video thứ 17 nha. Bây giờ mình sẽ mở cái video này lên cho anh em nghe. Anh em thấy không? Nghe nó sẽ lớn hơn, tiếng nó sẽ trong hơn. Và thu âm cái tiếng nó sẽ ấm và nó lớn hơn. Và mình cái lúc mà mình quay video, mình quay vlog, mình về và mình chỉ cần chỉnh sửa ánh sáng và mình lồng thêm một chút nhạc và những cái biểu hiện như mặt cười hay là này nọ vào để cho cái video nó hấp dẫn hơn thôi. Còn về cái phần mà ghi âm thì đã có đây, jack cắm 3.5 và cái tai nghe làm mic nó đã làm việc cho mình rồi. À. Và bây giờ sẵn đây mình nói luôn là cái giá tiền mà để làm ra cái jack cắm 3.5 và cái mic này rất là rẻ luôn, 200k cho một sản phẩm hoàn thiện trên cái con camera hành trình SJCAM 4000 hoặc là con camera hành trình EG9ER này. Mình sẽ để số điện thoại của mình và của ông anh mình ở dưới phần mô tả. Nếu như anh em nào ở thành phố Hồ Chí Minh muốn làm, muốn gặp trực tiếp thì hãy cứ điện thoại cho mình hoặc là cho ông anh của mình. Ông anh của mình thì ở quận 12, còn mình thì ở Hóc Môn. Thì cứ điện thoại trực tiếp cho mình sẽ cho địa chỉ và anh em chạy qua thì mình sẽ nhận camera của anh, của anh em và mình sẽ làm cho hoàn thiện cho anh em. Và lúc đó mình sẽ test đồ xong hết rồi mình sẽ alo cho anh em qua lấy cái camera về. Còn những anh em ở mọi miền Tổ quốc, ở Việt Nam, nếu như tin tưởng mình thì hãy liên hệ với mình. Mình sẽ làm cái mic này cho anh em. Anh em sẽ gọi, mình sẽ đưa địa chỉ, số điện thoại của mình và anh em sẽ gửi cái camera vào cho mình. Thì lúc đó mình sẽ nhận, trước tiên là mình sẽ nhận cái camera của anh em, sau đó mình sẽ làm cái video là mình đã nhận cái camera của cái người nào đó gửi vào cho mình, và sau đó mình sẽ làm cái mic này hoàn thiện và mình sẽ làm một cái video test cái mic trên camera của cái người mà gửi vào cho mình, sau đó mình sẽ gửi ngược về cho người đó. Và mình nói trước nha, tiền phí ship bưu điện anh em chịu, còn tiền công hoàn thiện cái camera này là 200.000. Khi mà anh em gửi vào thì hãy nhớ gửi kèm theo tiền luôn nha, vì lúc mà mình chuyển ra rồi thì mình đâu có lấy được nữa đâu. Vì vậy anh em cảm thiện không phải ở thành phố Hồ Chí Minh thì hãy khi mà chuyển camera vào cho mình thì hãy kèm theo 200k ở trong cái phong bì luôn. Có gì mình không bị phàn nàn.
Rồi, nếu anh em thấy video của mình hay thì hãy để lại cho mình một like, một subscribe kênh. Nhớ nhấn chuông để mình ra những video tiếp theo thì YouTube nó sẽ thông báo cho anh em để anh em xem. Và cái video tiếp theo mình sẽ dùng cái con camera hành trình này mình đi quay vlog ở ngoài đường, và mình sẽ test thực tế ở ngoài đường cái tiếng cũng như cái độ thu âm của nó như thế nào, và mình sẽ làm một cái video tiếp theo để cho anh em cảm nhận. Rồi thôi, chào tạm biệt tất cả anh em.